Rồi, chúng ta xem hôm nay có gì nào. Rồi, hôm nay chúng ta lại có Will Coi Shop. Quân Gòn Rip Bong. Này chống thường má đi bong nha, tí còn quay máy cho anh em xem. Này là Will Coi C2. Hai này hàng mít đầu có ri bông si thu là chúng ta thấy được cái ruột nó nha anh em, thấy được nội tạng nó là dạng trong suốt. Gì nữa đây? Đây trống của Will Coi si thu, nó nhìn rất là dễ thương, cái mắt nó tròn, mắt đen. Đó, coi đen sọt. Đây, coi đen sọt nè máy. Rồi, giờ vô từng loại qua cho anh em xem nha. Rồi tiếp theo đây chúng ta có một dòng mà rất là nhiều anh em thích luôn, những dòng mà nói chung là dòng kinh điển cho những người chơi lâu hoặc mới chơi đều thích cái dòng này. À, em thấy dòng gì chưa? Con này là Dumbo Red Tie anh em ơi, và đây là hàng bổn đẹp. Trời hơi tối rồi. Hay. Rất đẹp anh em nha. Này phải lên vợt mới thấy được. Cái tai bơi nó rõ hơn. Tai bơi to dày đẹp lắm anh em nha. Đây đại diện bộ em nè. Đó thấy chưa. Đó. Đó quay kiểu này mới thấy tai bơi của nó. Đồng quá cũng khó quay nha. Đây, rất đẹp anh em ơi. Cái kiểu này thấy tay bơ nó rõ hơn nè. Thấy mình dễ đánh giá cả hơn anh em ha. Đó, hàng đẹp chất lượng này. 100k một cặp anh em nha. Ngày hôm nay bên em chơi khuyến mại anh em luôn. Rồi sập sàn luôn nha anh em. 200k 3 cặp. Rồi dứt lệ anh em ơi, 200k 3 cặp nha mọi người. Em xin nhắc lại là 200k 3 cặp. Quá đẹp luôn. Bài này đẹp và số lượng không có nhiều anh em nha. Nay xả sát luôn, 200k 3 cặp, tai bơ cực đẹp. Rồi anh em nào chơi một combo lớn hơn giúp mình, 400k anh em nha. Wow, quá đã. 400k 6 cặp, em tặng thêm lớn luôn, 400k 7 cặp. Anh em nha, hàng chất lượng. Trời ơi, tai bơi kìa, quá đã luôn. Hôm nay mình sẽ đi một lượt của hết các loại coi nha. Giờ đây là coi sọt. Hàng này sẽ có hàng máy ri bông và máy thường. Chống sẽ chung một loại. Đây chống anh em xem đây. Thì chống nó sẽ có chống ri bông, chống thường luôn. Nếu như anh em bắt một combo máy thường á thì mình sẽ xen kẽ khoảng 1 đến 2 trống ri bông vô cho anh em thả cho vui. Còn nếu như mà anh em bắt máy có ri bông á thì thích bắt trống thường và trống ri bông gì đều được. Đó. Tại vì thường là người ta sẽ sử dụng con trống thường để thúc đẩy sinh sản tốt hơn con trống ri bông. Rồi mình xin báo giá cho anh em.
hàng trước mặt em đây, nếu mà anh em bắt máy thường thì combo chúng ta là 100k cho 3 cặp. Rồi, anh em để một comment cho mình à, thì mình sẽ tặng thêm một cặp, có nghĩa trên mỗi combo thì combo chúng ta sẽ thành 100k 4 cặp nếu như anh em để một comment giúp mình. Còn hàng có rebound thì mình sẽ sell cho anh em với giá là combo 300k 3 cặp, và anh em để được comment sẽ tặng cho anh em thêm một cặp nữa là 300k 4 cặp. Rồi, đây mình sẽ quay trước trống nha, rồi mình sẽ quay máy của hai loại kia sau. Vâng, đây là hàng máy không rebound anh em nha, và trống hồi nãy mình vừa quay trước đó. Rồi, đối với hàng này thì mình báo cho anh em đó 100k 3 cặp, mà xin vui lòng để lại một comment giúp mình thì anh em sẽ được 100k tặng thêm một cặp là 4. Khi anh em đến shop mua thì nhớ báo giúp mình là có comment đã được tặng quà anh em nha. Đó, máy rất là tươi luôn anh em ha, 100k 3 cặp luôn, bèo nhèo luôn. Rồi, có bé này ú dễ thương kìa. À, 100k 3 cặp tặng 1 luôn anh em nha. Rồi, tiếp theo là máy coi sọt rebound anh em nha. Ồ, phơm đợt này máy ngắn rất là đẹp luôn, tay bơi nè anh em thấy đã không? Đó. Rồi, như mình đã báo đó anh em nha. Hàng này là 150k một cặp, combo chúng ta là 3 cặp 300k thôi ạ. Và chỉ cần để lại một comment thôi là bên mình sẽ tặng cho anh em một cặp nữa nha, 300k cho combo 4 cặp. Ồ, đợt này lên rất đẹp luôn, form rất là tròn, bồ bỉnh anh em ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta có là Wilcoin này là Wilcoin Ribbon Mid đầu, và chống là chống có đầu à. Combo cho anh em là trải nghiệm dòng si thu nha. Đó, si thu chống thì tươi quá, tươi khỏi bàn rồi. Máy phơm đẹp đó anh em ơi, nhưng mỗi tội là mid đầu thôi. Thì combo này của chúng ta sẽ là 200k cho combo 3 cặp, và tặng ngay cho anh em thêm một cặp nhân dịp này luôn. Trên một combo tặng ngay luôn là 200k được 4 cặp luôn anh em nha. Si thu luôn, coi sọt luôn, rip bông luôn, 200k 4 cặp luôn. Nhìn màu rất là đã luôn anh em ha. Mình đổ máy cho anh em xem nha. Đây là máy wheel short mid đầu. Ồ, wheel short si thu mid đầu mới đúng chứ. Ý. Có hàng lên đầu luôn anh em. Hàng lên đầu thì chúng ta sẽ có combo là 150 một cặp, 300k là được 4 cặp nha. Ồ, ủ rồi dễ thương không? Form rất là đẹp luôn em ha. Hàng mít đầu của chúng ta, đây những hàng có đầu là như vậy này. Đó, những hàng lên đầu nè, đó rất là dễ thương luôn. Là 300k 4 cặp anh em ha. Rất đẹp luôn nè, ú cực kỳ ú luôn. Đó, còn hàng mít đầu thì rất là mềm luôn. Mít đầu như thế nào là cái đầu nó không có chấm nè anh em. Đó, đây mít đầu là 200k anh em được đến 4 cặp luôn nha. Quá ngon, quá ngon. Trời ơi, có con mít đầu nu nè, bắt cho anh em coi. Khà khà, trù lòng. Rồi,
Nó nhìn nè, u nu luôn. Rồi, để em ra lại cho em xem đó. Ngon lắm. Rồi, tiếp theo đây nó là hàng Wheel Short anh em nha. Hàng Wheel thì chúng ta sẽ thấy cái thân nó sẽ màu trắng trong và hơi vàng vàng xíu, người có nghĩa là màu nó sáng hơn á. Sáng hơn so với hàng coi đen sọ, anh em thấy không? Coi đen sọ thì cái thân nó màu đen rõ rệt. Đó, hàng Wheel thì sắc tố đen nó sẽ giảm và hầu như là mất đi. Nên hàng Wheel con sọ này anh em là thích thì giá của chúng ta hiện tại là sẽ khuyến mãi cho anh em một combo là 200k cho một combo. Bao nhiêu ta? 200k cho một combo. Rồi, cho lớn anh em luôn, 200k combo. 5 cặp luôn. Wow, có một em tai bơ bướm mà lên màu tai bơ kìa anh em thấy không? Đó, hàng độc, hàng này là hàng không bán nha. Đâu rồi? Có hai em luôn nhỉ. Đây mình sẽ bắt chơi cho anh em show chơi. Lên một tay à, lên hai tay rồi vô kèo liền. Thấy không, cái màu ta bới lên nè. Một bé, mình thấy một bé kia đó rồi. Đây, hai bé. Còn ta đó. Hai bé lên màu ta bơi nè, thấy không? Rồi, chốt hải nè anh em nha, combo lớn luôn, 200k 5 cặp luôn, trời thoải mái luôn. Giờ mình sẽ quay máy cho anh em xem nha. Đây, máy Wheel Go Short anh em nha. Rồi, combo cũ 200k 3 cặp, combo mới banh nóc luôn, 200k 5 cặp luôn anh em nha. Wheel Go Short. Rồi, full gold mọi người nha. Full gold này là full gold sẽ là máy rebound và chống gen. Hàng này khuyến mãi lớn cho anh em chơi vui nè. Rồi, full gold rebound này em sẽ khuyến mãi cho anh em nha. Chống là chống gen nha. Rồi, full vẫy rất là đẹp luôn. Đó, ống mánh luôn. Lết vẫy trên thân rất là đều và phủ kín đầu. Rồi, hàng này 100k một cặp, em sẽ khuyến mãi cho anh em là combo 3 cặp 300k tặng 1, 300k 4 cặp, và anh em nào chơi một combo lớn hơn nữa em chơi lớn luôn 500k anh em nha. Đó, nhích thêm 200k thôi, 500k em tặng anh em luôn 2 cặp, 500k 5 tặng 2 là 7. Rồi em quay máy cho anh em xem nha, máy cực kỳ chất lượng luôn. Rồi, tiếp theo đây là máy anh em ơi. Máy Full Gold Rebound nha. Rồi, quá xá luôn rồi. Rất đẹp anh em nha. Rất đẹp, rất đẹp. Đây. Máy ta bờ bướm à, thân vàng ươm, vẫy dày. Rất đã luôn. Cái này mà anh em nằm đu ngoài trời là hết bài luôn nha. Lớp vẫy cái dòng máy này, bộ máy này rất dày luôn. Sáng con cá lên rất là đã nha. Để em vớt lên em xem. Lên vợt nó gần ánh sáng nó ánh lên đẹp hơn nữa. Đó. Sáng chói luôn rồi. Đó. Quá phê nha, hàng này quá mềm luôn rồi anh em ơi. Đó. Vậy ống luôn, ống ánh con cá luôn. Máy đó nha, máy vậy là máy rất là chất lượng luôn em nha. Để phần tay bơi mình, tay bơi đó à, để phần tay bơi mình nha. Rất đẹp luôn nha mọi người. Rồi em nhắc lại nha anh em, combo 300k anh mình tặng em một cặp được 4, combo 500k em tặng em luôn 2 cặp luôn được 7.